Đây là ca mổ thứ 10 được thực hiện tại Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong với các bác sĩ mổ chính đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Huế. Với phòng mổ được trang bị các máy móc hiện đại, người bệnh được mổ các loại bệnh ngoại khoa như ruột thừa, thoát vị bẹn, các bệnh lý về tai mũi họng như vách ngăn và màng nhĩ ngay ở trung tâm nên đã phần nào giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân. Được biết là Bệnh viện Triệu Phong là hiện tại có những trang thiết bị y tế cũng là phải nói là cũng có những công. Cũng so với các nơi thì cũng là rất tốt. Vì vậy coi như là gia đình tôi và giống như là ba con hàng xóm cũng rất là yên tâm khi điều trị coi như là tại nơi đây. Việc triển khai phòng mổ tại Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong là một trong những giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở. Thực hiện ký kết với Đại học Y Dược Huế cùng sự hỗ trợ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các bác sĩ tại trung tâm được đào tạo tại chỗ theo hướng cầm tay chỉ việc, thực hành tại chỗ nhằm nâng cao năng lực. Ngoài ra, các máy móc hiện đại như máy đo loãng xương toàn thân tự động, máy xét nghiệm miễn dịch tự động, phát hiện sớm ung thư, máy nội soi đường mũi cũng được đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn. Thì đứng trước cái nhu cầu khám chữa bệnh rất cao của người dân tại địa phương, thì chúng tôi đã là vận động hết nỗ lực của đơn vị, rất là cố gắng trong cái lĩnh vực khám chữa bệnh. Rồi là về phía tỉnh thì được sự hỗ trợ của là Bệnh viện Đa khoa tỉnh, rồi Bệnh viện khu vực Triệu Hải. Rồi về phía bên ngoài thì chúng tôi đang tranh thủ cái sự hỗ trợ của là Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế để hỗ trợ về mặt chuyên môn kỹ thuật. Và lần này thì là Trường Đại học Y khoa Huế và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế sẽ ra là chuyển giao cho chúng tôi một số là công nghệ kỹ thuật liên quan đến các cái lĩnh vực phẫu thuật để chúng tôi là nâng cái tầm chất lượng của bệnh viện lên để phục vụ cho người dân trong địa bàn là ngày càng tốt hơn. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở, người được lợi đầu tiên chính là người dân, bởi không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí khám chữa bệnh mà còn góp phần giúp người dân tiếp cận tốt hơn các dịch vụ y tế, tăng cường phòng chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng sức khỏe toàn dân.